cả nhà nha. Thì thêm một con MF 394 về H về cả nhà, về nữa nha. Em này được 4 cái lớp đẹp đó cả nhà. 4 cái lớp là thấy gai còn rất cao, rất đẹp nha. Lớp em nói là còn zin rất đẹp luôn cả nhà. 12.4R36. Lớp trước nha, lớp trước em nói đẹp lắm cả nhà. Nhìn hết luôn nè. Gai em nó còn rất cao nha. Cái này thì cả nhà lấy là sẽ khỏi lăn tăn gì bên phần vỏ nha. Mình mua mình cả này thì mình mua mình thay mà 4 cái lớp cái nữa là nó đội giá lên nó cao đó cả nhà. Xương em còn 7 màu luôn nha. Ốc thì nó còn là 7 màu luôn nè. Zin luôn cả nhà, hàng bãi xuống công nha. Hàng bãi xuống công nó bánh lên cả nhà. Cái em này để chưa giữa chưa dọn đã có đăng kiểm rồi nha cả nhà. Đã có đăng kiểm rồi là cái số khung nó bên đăng kiểm chùi da nha. Nó chùi da hết rồi đó. Lớp này kia còn thật đẹp luôn cả nhà. Ở dưới đây trơn quá, mình đi cũng từ từ thôi, mình không có dám mà đi nó sẽ trượt nó té cả nhà. Đây có cái tụng đầu hè đây nè, để em đây. Đây là zin của nó luôn á, ốc tán là bỏ trong này. Ốc tán là bỏ trong này. Thấy nè, cái máy nó đẹp không? Bốn máy thôi nha. Em này đẹp cả nhà.
182 giờ nha. Em này cả nhà mua về khỏi lo cả nhà. Con sườn sắt này là cái liền của nó, yên nghe nói là yên hết luôn đó. Chốt em nói rồi mình dọn như thế nào ha, bên kho bãi sẽ làm lại cho mình nha cả nhà. Em này là cơ còn tập nha, và 94 năm. Sạch sẽ cả nhà, đồ bọng là ngon lành nha. Rồi, số điện thoại nằm phần mô tả chi tiết cả nhà gọi giúp mình cả nhà. 394H.